Xin chào các anh các chị và các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người một sản phẩm đó là ví nam nữ xài đều được hết. Đây là ví mini nha mọi người. Ví da bò dập vân cá sấu. Thì đây là dòng ví được rất nhiều người yêu thích tại vì nó nhỏ gọn, vừa bỏ được trong túi xách, vừa bỏ được trong túi quần luôn. Và các chị em thì xài được luôn. Dòng quý này thì nó vừa đựng vừa đủ tiền với giấy tờ thôi. Đây là da bò dập vân cá sấu nha mọi người, màu đen, đường chỉ được may rất là tỉ mỉ và thẳng hàng. Trong ngoài là đều sử dụng da giống nhau hết nha mọi người. Bên tay phải là có ba ngăn nằm ngang và một ngăn đứng. Bên tay trái thì một ngăn đứng và một ngăn nằm ngang. Còn bên tay trái thì nó sẽ có một ngăn lưới nha mọi người. Ngăn này mình có thể đựng hình ảnh người thân, bạn bè và gia đình. Còn ở trong á, thì tất cả các ngăn này đều đựng được tất cả các thẻ ngân hàng, căn cước công dân đều được hết nha mọi người. Mọi người có mua hàng có thể liên hệ qua số điện thoại là 0862452078 hoặc 0924629729. Cảm ơn mọi người nhiều. Mọi người thấy hay nhớ đăng ký chia sẻ ủng hộ kênh. Ở trong thì nó vẫn có ba ngăn lớn nha mọi người, hai ngăn bình thường và một ngăn dây kéo. Ngăn cũng đựng được là khá nhiều tiền đối với tiền mệnh giá lớn. Còn nhân dây kéo thì mình có thể đựng những món đồ quan trọng thì mình bỏ vào và mình khóa lại một cách an toàn. Cảm ơn mọi người xem, mọi người thấy hay nhớ đăng ký chia sẻ.